Thưa quý vị, tối qua 20 tháng 10, tại nhà thi đấu tỉnh Tây Ninh diễn ra lễ khai mạc vòng chung kết giải bóng chuyền hạng A quốc gia năm 2022. Đến dự có ông Kiên Cương, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh và lãnh đạo các sở ngành tỉnh. Phía Tổng cục Thể dục Thể thao có ông Đào Xuân Trung, trưởng bộ môn bóng chuyền Tổng cục Thể dục Thể thao, Phó Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam. Vòng chung kết giải bóng chuyền hạng A quốc gia năm 2022 do tỉnh Tây Ninh đăng cai, quy tụ gần 200 vận động viên đến từ 8 đội bóng chuyền nam và 5 đội bóng chuyền nữ của các tỉnh thành ngành trong nước. Giải sẽ bắt đầu từ ngày 20 tháng 10 đến ngày 28 tháng 10 tại nhà thi đấu tỉnh Tây Ninh. Đối với giải bóng chuyền nam được chia thành 2 bảng đấu, ở bảng A gồm 4 đội: Trung tâm Thể dục Thể thao Quân đội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Quân khu 3 và đội chủ nhà Tây Ninh. Bảng B gồm 4 đội: Đà Nẵng, Công an Phú Thọ, Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Sanet Sana Khánh Hòa. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt để chọn 2 đội đầu bảng vào đấu bán kết và chung kết, xác định đội hạng nhất thăng hạng ở giải du lịch quốc gia mùa bóng năm 2023. Ở giải nữ gồm 5 đội: Hải Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Thái Nguyên, Hà Nội và Nghệ An. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng, sau đó 2 đội xếp nhất và nhì sẽ thi đấu trận chung kết, xác định đội hạng nhất thăng hạng vào mùa giải năm 2023. Dự kiến trận chung kết nữ sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 27 tháng 10. Trận chung kết nam và lễ bế mạc sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 28 tháng 10 tại nhà thi đấu thể thao tỉnh. Ngày đêm khai mạc, tuyển bóng chuyền nam tỉnh Tây Ninh đã có trận đấu mở màn với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, đội hạt giống của bảng A. Trận đấu diễn ra kịch tính, chuyên môn cao. Kết quả, tuyển bóng chuyền Tây Ninh thắng Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động với tỷ số 3-0 đã làm nức lòng người hâm mộ bộ môn bóng chuyền đến xem và cổ vũ đội nhà tại nhà thi đấu thể thao tỉnh.